Chào các bạn, hiện tại thì mình đang có mặt tại đường đi lên bản Háng Đay các bạn ạ, cách 10 km nữa. Như tập phim hôm qua thì các bạn đã biết là bà con Háng Đay đã cùng với mình đã di chuyển cái lán từ khu vực rừng già, phá được 2 vách đá và di chuyển vào trong bản. Hôm nay chúng ta sẽ cùng với bà con dựng cái doanh trại số 2 để tiếp tục phá cái vỉa đá cuối cùng và cái điểm quan trọng nhất để thông đường vào bản Háng Đay, ô tô có thể đi vào được đấy nhá. Và đấy là một trong những cái vách đá khó khăn nhất mà A Tú cùng với team phải rất là vất vả về cái vách đá đấy, vách đá cuối cùng các bạn ạ, vì là khó để chứa cái đá lăn xuống khỏi vào nhà dân, là cái việc phá đá nó rất là khó khăn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng với bà con dựng lán trại và cùng với anh Tuyến sẽ tiếp tục mở đường để lên cái đoạn vách đá đấy. Và trước khi vào bản Háng Đay thì hôm nay thì thời tiết rất là đẹp. Trên cái đường đi vào bản Háng Đay thì mình thấy xuất hiện biển mây rất là đẹp các bạn ạ. Đây, giới thiệu với các bạn, đây là biển mây đầu tiên. Một biển mây đang lững lờ và có biển mây rất là to và đẹp. Đây là biển mây Làng Nhì. Khu vực mình đang sinh sống là ở dưới biển mây này các bạn nhé. Chìm ở dưới biển mây này. Mình đang đứng cao so với biển mây này là khoảng 100m. Thời điểm bây giờ là khoảng 8:30. Mây bắt đầu là đang lững lờ và bắt đầu có xu hướng là nó đi nổi lên một chút các bạn ạ. Còn buổi sáng nó chìm sâu hơn một chút nữa. Cảnh rất là đẹp nên mình ghi hình lại cho các bạn cùng biết. Và cái thời điểm này thì các bạn lên săn mây ở trên bản này thì rất là hợp lý đấy. Từ đây đến cuối tuần là chắc chắn là sẽ xuất hiện rất là nhiều biển mây các bạn ạ. Nên là các bạn mà đi du lịch thì không phải là săn mây ở đâu xa cả, cứ lên với Háng Đay thì các bạn bắt gặp rất là nhiều mây đẹp luôn. Đấy, bạt ngàn này mà, một màu trắng luôn. Như mình đang đứng ở trên một cái bãi biển đấy. Bãi biển nhưng mà nó có màu trắng rất là đẹp. Không phải riêng ở chỗ này các bạn nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển vào trong. Ở trong bản Háng Đay sẽ có tiếp tục một biển mây đẹp nữa. Ở trong này các bạn nhé, chỗ khu vực mình làm ấy. Thì cách khoảng 20m thì chúng ta lại thấy xuất hiện biển mây thứ hai. Biển bên này mới là đẹp này, biển bên này nó xuôi sáng các bạn ạ. Wow. Đây. Đẹp chưa? Bạt ngàn luôn các bạn ạ. Cảnh này thì còn gì phải đi săn mây ở đâu xa nữa. Quá đẹp luôn. Đây. Đứng đây mà chụp ảnh nha. Bên này là hướng Tà Trơ này. Đó, cái chỗ vách đá chống tàu với Tà Trơ là cái vách đá trắng kìa. À, vách đá cao cao kìa. Còn Háng Đay là hướng bên này các bạn nhé. Háng Đay là hướng bên này. Tí nữa mình đi vào bản là chắc chắn là chìm ở dưới mây thôi, không phải ở trên mây đâu các bạn nhé. Thế nên là đi vào đấy nó rất là rét. Ở trên này thì nó có nắng, nó ấm ấm thôi, nhưng mà vào đấy nó rất là rét. Đấy. Các bạn đi săn mây không phải đi đâu xa các bạn nhé. Đẹp chưa? Đứng ở trên mây luôn. Đẹp thế. Mình thì thích thiên nhiên, thích những cái cảnh đẹp như thế này. Nên là nhìn thấy những cái chỗ như thế này cực kỳ là tuyệt vời luôn đây này. Vực thì vực thẳm các bạn ạ. Đấy, nhìn ở dưới này.
Quên cả giờ đi làm luôn các bạn ạ. Mình đứng khoảng 15 phút rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi vào bản thôi. Mây rất là đẹp rồi nhưng mà về công việc thôi các bạn ạ. Bản thì đi vào hướng trong này các bạn nhé. Hướng này. Bây giờ mình không nhìn thấy phương hướng đâu nhưng mà không nhìn thấy thấy rõ bản đâu, không không nhìn thấy bản đâu nhưng mà thấy hướng vào đấy. Hướng hướng đi vào đấy. Đây là những cái đoạn đường ở khu vực rừng già mà cách cái vách đá đầu tiên khoảng 200-300 mét gì đấy. Cái đoạn đường này từ lúc mình lên đây là chưa bao giờ khô các bạn nhé. Không có ánh nắng mặt trời đến khu vực này. Nó có nắng nên nó có đỡ đi một tí thôi, nó không khô được các bạn. Nên là bà con vất vả lắm. Cái mùa sương mù này, mây mù này nó kéo dài từ từ tháng 10, tháng 11 đến khầm khoảng tháng 3 năm nay các bạn nhé. Tức là mùa đông, hết mùa đông thì nó mới hết cái cảnh sương mù như thế này. Nên là cái đường bê tông là rất là quan trọng với bà con. Thời tiết ở dưới đấy hôm nay chắc ở dưới tầm dưới xuôi chắc nó rơi khoảng 16, 17, gần 20 độ. Ở nhà mình chắc tầm 16, 17 độ nhưng ở đây là tầm 8 độ các bạn nhé. Nó rét hơn ở dưới rất là nhiều ấy. Úi, mấy đồng chí này bỏ học rồi. Ui, mấy đồng chí này đã chạy về đến đây rồi á? Mẹ lại bỏ học phải không? Hả? Sao mà không đi học? Ăn cái gì kìa? Cứ xem là cái ngọn này ăn được à? Xem nào. Ăn nó kiểu gì thế này? Hay chưa? Này, cây này cây gì thế các bạn này? Sao mà không đi học mà lại bỏ học thế? Hả? Không phải bỏ học đâu. Mẹ chẳng bỏ học lúc nãy chú mà gặp mẹ tận gần trường rồi cơ mà. Hôm nào chúng thấy mày bỏ học nhá. Mày sao mà không biết chữ ra ngoài kia đi chợ đi trước thì không biết đâu. À, cái này mình chưa được ăn bao giờ luôn. Mày cho học sinh rồi chắc đói à? Sáng đi không ăn à? Ăn. Ăn à? Ừ. Đấy. Được đấy. Nhưng mà đi học ấy, nãy giờ thấy thầy giáo đến tìm ấy. Tí thầy vào tận nhà mới. Đi học ấy. Nha. Hay là lại về xe máy xúc ấy. Mấy thế này. Đấy, đây là cảnh học sinh ở vùng cao ấy. Nó đi bộ khoảng gần ngày đường không bắt đầu. Đến gần trường rồi các em lười học là các em bỏ về. Thầy giáo rất vất vả luôn, phải đi tìm tận bạn luôn các bạn ạ. Đoạn vách đá đầu tiên này là đoạn này là đoạn dốc dài. Rất là trơn, bà con phải mang trấu ra đây để dãi trấu để bà con đi thế này. Trơn lắm các bạn ạ. Biết bao giờ còn nắng đây, cầu mong nắng, nó còn báo mưa cơ. Đường như này thì có mà cả tháng không chở được vật liệu. Đã đến khu vực lán trại rồi. Nhìn không thấy người đâu mà thấy tiếng mà chả thấy người đâu này. Ây da, chặt cây chặt kiếc đông phết ở đây. Làm lán ở đây á. Lán ở đây sợ không cua được xe ô tô chứ nhỉ. Úi dồi ôi, đông người thế. Nho rồng, nho rồng. Ờ, làm thiết kế đây à? Ờ. Ây da. Mưa có ổn không đấy? Đi cả tảng cả lán A à, Tuyến thấy trôi xuống dưới. Làm từ đây cái máy nó làm sao mà chớm chớm được một tí này thôi, xong chủ yếu là ra ngoài kia.
Này thì nếu ô tô vào thì sẽ tiến đầu vào đây xong lùi đít thẳng một phát dạng kia. Xong ấy quay đầu ở trong này không. Chứ cua ở đây nó không cua được đâu. Chắc là phải múc chứ. Múc múc cái này chứ. Múc cái này chứ, múc cái này. Ừ, đi thẳng lùi đầu. Ừ, ừ. Ok. Cây cối được nhiều này rồi gã. Nhanh phết nhỉ. Mỗi người một cây à. Mỗi người một cây à. Không được thì cắt chia đôi trở về làm củi. Hay là mượn của nhà ông ấy đầy. Nhà ông gì nhỉ? Sùng đầy. À, quên mất là phân một người đi đi chở cho anh một can dầu thủy lực ở chỗ cây xăng bạn. Cho một người đi. Cây xăng quân đội ấy, mua cho anh một can dầu thủy lực. Anh Tiến sao chưa thấy nổ máy? Mày nhóc cũng không? Để em đi. Ờ đi đi. Tiện này. Em đi em chở xăng về nữa. Chở xăng nhưng mà phải về luôn để làm ấy nhá. Ờ biết rồi. Ờ. Dầu thủy lực. Đấy cách có mấy chục mét thôi mà chẳng vào tận gần mới nghe thấy đá các bạn ạ. À nghe thấy tiếng máy các bạn ạ. Anh Tiến đang chuyển gầu thành đục đá, chắc ở trên kia có đá rồi. Úi cái loại đá này thì căng rồi. Chắc lúc nãy cũng thử dã vào đây rồi nhưng không ra đây các bạn này. Cái đá này đá mồ côi. Cái đá này về khoan rồi. Căng nhỉ. Hòn này thì may nó cũng không dính vào đường mấy. Chỉ sợ gặp đá nó quá cứng. Ui, nhiều đá thế cơ. Dở rồi. Căng thế. Toàn đá. Nhiều đá thế. Dở rồi. Cứ tưởng bên này đất chứ toàn đá này á. Từ cái cây dương chỉ lên xuống toàn đá ấy. Đấy sắt độc rồi. Dở nhỉ. Cái lớp đất ở trên nó mỏng dính là 5-6 phân thôi. Cứ tưởng là đất chứ toàn đá này thì chết dở. Đục quả này có mà nửa năm. Ngày được mét thì chết đấy. Chết dở nhỉ. Cứ tưởng 20 mét kia nữa chứ. Hả? Sao bên này cũng đá? Bên này mới là đá chứ. Hẳn một quả đồi mà người ta đào nền nhà cái cành bên đây. Bỏ cái nền đây. Giờ đào đâu? Đây. Làm qua giữa cái lòng đường ấy rồi, nó có là cái nền nhà xưa. Chết rồi. Cái này đá nó không phải đá cứng nhưng cái đá này cũng không thể múc được. Đá thối. Nhưng mà nó nhiều quá thì làm nào này. Anh. Trong bản à, mình trong bản à? Không, em ở ngoài Tà Xí Lá. À ta xin lắng á. Mày xúc đi à? Vâng ạ. Đấy anh em đang xúc đất thì gặp toàn đá thế này thì dở quá. Đang ở nghiên cứu lại đây này. Đang đi xem còn đá nữa không đây này. Ô này căng. Dở rồi. Đây này. Sang tận đây vẫn đá thôi. Khu vực này chắc là không có này. Nhưng từ chỗ này đổ lại kia là có này.
Dở thế nhỉ. Đây này. Đây này, đá đây này. Ừ. Tức là ở trên mặt đất ấy thì mình nhìn nó không thể thấy được, nó chỉ thấy những cái hòn cái kiểu mồ côi như thế này, nhưng khi mà đào xuống khoảng 1-2 mét ấy thì nó lại có đá cơ, nó lại thế nữa cơ. Ê giờ dân bảo là không có đâu, ở bên kia thôi, bây giờ đào vào nó mới thấy cơ. Ôi chỗ này có tràn đá rồi. Ây da, hơi căng hổ. Đây mình đi cả anh ấy đi khảo sát đến chỗ này, là khu vực này là hôm nọ mình khảo sát là 30 mét vách đá là từ cái cây kia kìa lên đến kia là lên nối nhau rồi đấy, nối nhau đường rồi. Đấy, thế nhưng mà đi trong cái quá trình đi từ đấy vào thì thật sự là nhìn nó rất là nhiều đá luôn các bạn ạ. Tức là trên mặt ấy thì mình nhìn nó đá nó như kiểu một côi thôi, nhưng mà mình nghĩ là nó múc xuống thì nó cũng giống ở bên kia thôi. Nhiều đá lắm. Nên bây giờ phải chắc là phải ra xem. Nếu mà đất không thì máy đánh, đánh thì nó nhanh xong. Đất không thì máy đánh 2 ngày chỗ này bay luôn. Đây này các bạn này. Tức là ở trên mặt mình nhìn nó rất là ít đá, thì bình thường thôi. Trong này em thấy nhiều đá này. Ừ. Đấy, thế nên là dở rồi. Chắc phải chuyển phương án rồi các bạn ơi. Rau không thể múc được. Không múc được. Không cả búa không ấy được. Lâu. Lâu lắm. Đúng rồi. Đây này, lâu lâu nó cứ thò ra một cái này, nó chỉ thò ra cái mặt trên thôi. Đúng không? Khi mình múc vào một cái nó là thành một tảng, một vách này luôn. Anh nghĩ trong này là đấy, ở trong chỗ cái khe kia. Hôm nọ dân lại mình hỏi thì dân bản bảo có mỗi cái chỗ này thôi, thế nhưng mà múc xuống thì mới biết được các bạn đá này này, ừ. Đá kia này. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này em nghĩ khả năng cái tuyến này là không ấy được. Không ổn. Không làm mất đâu. Quay máy đi. Không làm được đâu, bên kia nhiều đá lắm. Rút máy ra bên kia đi, tính phương án 2 đi. Không ổn rồi. Mình đã nói từ đầu ở đây là cái tuyến đường khó nhất mà mình từng gặp, đúng thật. Khó nhất thật. Mời cả chuyên gia máy xúc vào đây này. Lắc đầu vào đây nhỉ. Ôi anh em mình ra nghiên cứu chỗ kia. Nếu cần máy vào, anh tiện ở đây mà có nền nhà của dân ấy thì tiện vào làm luôn cho em. Thì máy của em thì hiện tại đang ở dưới Nghiến Nộ cơ. À thì chưa ở đây đâu ạ? Chưa, thì thằng bạn nó gọi thì em chạy lên ngó xem như nào. Thế à? Vâng. Tưởng là ở gần đây rồi. Cái máy hiện đang dưới Nghiến Nộ. Từ từ ra. Từ từ không ổn rồi. Ôi đã làm này nhanh thế. Phải đục à anh. Tình hình là bà con ơi. Thông báo này từ. Tập phá ơi. Không ổn rồi. Đường kia toàn đá rồi. Cái chỗ cái bãi chè mà lên đi toàn là đá nên là máy không ổn rồi. Đục toàn đá như thế thì không được. Dài quá. Hàng mấy trăm mét thế làm sao mà đục được hết được. Nổ cũng không. Nổ làm sao mà được. Bây giờ thì chuyển phương án là vẫn làm cái phương án cũ này thôi, nhưng mà cái này cũng rất là dở, nếu mà lâu dài không biết là có ổn không ấy nhá.
Bây giờ nhé, ở trên đất, ở trên này, ở cái vành đai trên này có của nhà nào không? Bây giờ nhá, muốn làm được cái này phải mở lên tận trên, mở rộng đường trên đấy. Xong mở đường này lên trên. Xong mới tôn đất ra đây. Có thể là nếu mà căng lắm là phải xếp kè. Đấy, chỉ có mỗi phương án cuối cùng này thôi. Thế thì cái láng này thì đâu? Đây phải tìm chỗ khác rồi. Cái kia, cho lên cái chỗ hôm qua múc ấy. Đấy. Không đào được, đào vào đấy toàn đá thôi. Chưa đến cái, chưa đến chỗ vạch đá đâu, cách đấy hàng trăm mét mà toàn đá nơi này thì làm kiểu gì? Mà mới múc ở ngoài kia cũng đá rồi. Đấy mới múc ở kia đấy. Lúc đầu đi khảo sát thì bà con bảo vào trong này mới có đá nhưng không phải đâu, múc xuống một tí thôi là có đá rồi. Nhưng mà ở trên là tôi không biết. Đấy, không biết được ấy. Giờ thế đấy. Thôi bây giờ nhá, ở dưới này thống nhất với bà con luôn này, ở dưới này là có nương không, có đồi nhà nào không? Không có đâu đúng không? Thì bây giờ nhá, chuyển phương án, bây giờ phương án cuối cùng thôi là chỉ có làm lại đoạn cua này. Đoạn này thì thật ra là Tú cũng không ưng lắm đâu, tại vì nó cua quá, nó dốc, nhưng mà cũng phải chấp nhận thôi. Bây giờ mở hết cỡ cho nó rộng, đằng nào làm thế nào ô tô tí vào sâu tí. Hả? Mở vào sâu tí. Sâu nhưng bên này nó vực cơ, sâu cũng có tác dụng gì đâu. Đây này, chỉ có mở lên đây này. Mở lên đây mà nó gặp vách đá thì còn được nè, nó mà đất nha là mai sau là cái chợ, chỉ sợ đường trên nó sạt xuống đường dưới thôi. Chỉ lo thế thôi. Mở lên trên là sạt luôn đường trên xuống dưới luôn. Đấy. Nếu thế thì hạ thì anh chưa xuống chỗ nào đi. Tâm nguyện của mình là muốn cho bà con phát triển kinh tế. Mai sau mà có xe tải ấy, ví dụ xe mình thì là xe nhỏ, nhưng có xe tải to hơn thì cũng thể đi được. Nhưng mà cái phương án mình sẽ cố gắng các bạn, sẽ cố gắng hết cỡ là làm sao mà ô tô đi được một cách dễ dàng. Nói chung là không được một cua một đỏ thì có thể là hai cua. Thì các bác, thì bà con cũng phải chấp nhận thôi. Mình, ý của mình là làm một phát là nó phải ngon nghẻ luôn đi mà một cách nó dễ dàng nhất, nhưng mà không còn cách nào nữa thì phải chấp nhận thôi. Nhưng mà sẽ cố gắng hết sức các bạn nhé. Nếu mà cần thiết lắm thì kè rọ đá nữa thì chắc chắn là cũng phải làm thôi. Hôm nay đông người thế. Dao đâu? Cho mấy anh em này, à cho mấy chị em này phát sạch cái ấy này đi. Bà con hôm nay khá là đông, không biết là 2-3 tổ hay là cả bản đây, mà dân rất là đông lên đây để tập trung làm mấy các bạn. Tập trung làm lán cho anh em. Tinh thần của bà con tháng đây phải nói rất là tuyệt vời. Ya.
Sương mù 12 giờ trưa vẫn dày đặc nhỉ. Anh à? Ô không đo à? Anh ơi, không ổn đâu. Cái bên này sao mà nó rộng, bên kia lại hẹp thế? Cái này nó phải nhảy cột nó vào đây cơ. Nó phải đo nhìn nó vuông vắn tí chứ. Nhìn loe như cái phễu ấy. Xong là sao mà mái vòm mà cái đỉnh mái nó thấp quá nhỉ? Sợ nó nóng ấy. Sợ nó nóng quá ấy. Nóng. Nóng cả quá ấy. Nắng lên nó nóng lắm ấy chứ. Là lấy cái lá gì che vào thôi. cái cột này được rồi, cái cột kia thấp quá. Em thay cái cột kia thành cái cột to đi. Nâng nó lên cao khoảng 20 phân đi. Thì nó mới bằng được cái này. Cái này cao hơn cái kia thấp quá. Cái này ngủ buổi trưa không ngủ đâu. Chặt cái cột khác đi. Tà đâu mà tà, cái này cao hơn cái này mà bảo tà. Quả này là quả mái vòm các bạn nhé. Đấy. Còn xuống bên dưới này cho các bạn xem. Đây là chỗ anh Tiến anh ấy đang múc giật cấp cái tả ly các bạn ạ. Cái chỗ này thật ra là mình đã nói từ đầu nó rất là nguy hiểm, cái vấn đề sạt lở. Này! 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 Ra ngoài hết đi! Ra ngoài đi! Đây các bạn nhìn này. Thà là nó có đá thì mình không sợ, nhưng cái loại đất đỏ này mà nó bên trên này là đường. Các bạn nhìn thấy không? Ngay bên trên này là mặt đường, với mái tả ly này gần đến cái mặt đường rồi. Đấy, mình đang cho anh Tiến là làm thành hai cấp, tức là giật cấp. Đây là một cấp rồi, xong tí lại giật một cấp ở dưới. Làm hai cấp. Và cái đường phía bên trên, tức là cái đường bên trên là mình chuyển làn nó thành vào bên trong núi một làn đường nữa. Tức là không đi theo cái đường cũ này mà chuyển nó hẳn vào trong kia để tránh cái tình trạng nó bị sạt lở các bạn ạ. Đấy. Chứ nếu mà làm nguyên theo đúng theo cái đường cũ này mà mở cua ở dưới lên là chắc chắn là sẽ sạt 100% luôn. Này mình rất là lo luôn. Nhưng mà mình sẽ cố gắng là làm hết sức có thể để cho nó tránh cái tình trạng sạt lở, nó hỏng đường của bà con sau này các bạn nhé. Cái vấn đề đi là một phần rồi, nhưng cái vấn đề cái nguy cơ lâu dài của nó nữa cơ. Bán chừng của tôi là bán chừng của tôi. Mù chế à.
Mù chế. Chiều nay làm tiếp tục cho nó xong nhá bà con nhá. Đến sớm sớm một tí để làm nốt đi. Lán buổi sáng cũng gần gần hoàn thiện rồi các bạn, được cái khung rồi. Chiều nay là phủ bạt với lại làm bếp làm biếc nữa là chắc là ổn rồi đấy. Trong vòng buổi chiều hôm nay phải làm xong nhé. Đông đông cái này phải làm xong ấy. Ờ. Nhầm bếp là một cái sàng bát. Ok, bây giờ bà con nghỉ rồi. Anh em cũng chuẩn bị nghỉ trưa thôi. 12 giờ hơn còn gì nữa. Đây, phía bên trên này thì anh Tuyến đang mở vào là khá là dài rồi. Mình đang nghiên cứu cái phương án mà ngày trước là mình cho bà con phát đầu tiên đấy. Bảo là nếu mà anh Tuyến cứ mở sơ sơ lên đấy thử xem là có đá không. Nếu mà không có đá mà địa hình đá nó vừa phải thì có thể chọn cái phương án là đi dọc theo cái phương án cũ cùng với bà con phát đấy. Phương án đầu tiên đấy là phát cho đi qua đằng sau cái nhà gì kia kìa. Xong là xuôi thẳng xuống đây chéo, tức là cắt ngang giữa hai con đường ấy. Đầu tiên là định làm phương án đấy, về sau là bảo là nếu mà chỗ này thì vẫn phải phá đá được các bạn ạ. Nếu mà đường xuyên qua giữa này thì vẫn phải phá đá đằng sau nhà kia. Thì đầu tiên mình bảo là nếu mà không làm cái phương án này thì làm chỉ có mỗi phương án mà đường đi qua cái chỗ lán nghỉ lúc nãy ấy, là cũng là phá đá nhưng mà đường nó xuôi vào trong kia thì nó đỡ dốc hơn. Thế nhưng mà mình cứ áy náy từ sáng đến giờ là cái chỗ cua này, chỉ sợ làm xong nó không chỉ sợ là đi lại mai sau bà con chở nặng tí là ô tô người ta không đi, nó ngại đi. Rất là áy náy chỗ này, đang tìm cái phương án là đi chéo thẳng cắt hai con đường này này. Đây các bạn ạ, đường nó chéo xuống như thế này. Chỗ này thì cũng khá là dốc. Cái đường cũ nó làm mất cái chân dưới rồi. Bây giờ mà phá ngang, tức là bây giờ hai con đường này là chạm nhau ở chỗ giữa này. Thì mình lấy đây là cái mặt đường này, chéo thẳng xuống bắt xuống dưới cái nhà. Vẫn phải phá đá thôi nhưng mà nó thẳng hơn. Nó không phải cua gấp nữa. Đấy. Nếu mà phương án phá đá trên kia không được thì phương án này là ổn nhất. Còn cái phương án cua này thì cũng được thôi, nhưng mà mình cứ cảm giác nó không vừa ý mình, nó kiểu gì ấy. Nếu không có đá thì mình sẽ quyết định là mở đường chéo này các bạn nhé. Đây, hôm trước lên gửi đồ nhà này, hôm nay anh em nấu cơm ở trên này các bạn ạ. Cảnh đào với lại mai có sương mù đây này. Đấy, cái đào nó phải có một chút sương như này nó mới đẹp này. Cực kỳ đẹp luôn các bạn ạ. Đúng đậm chất bản Mông đây rồi. Ăn cơm đã. Chiều nay tiếp tục thử đường. Đó, cơm chưa? Được rồi. Nó món đi. Có cơm làm món à? Cơm đây vào đây. Cơm anh nhé. Ăn cơm đi, ngồi ăn cơm ăn cái gì nhỉ? Vang. Vang à?
Khi to thôi không mua được, cái này triệu chủ còn 50 thì Trang gọi điện bảo là mua đinh, mua 2 cân đinh. Ok. Đổ thêm dầu thủy lực các bạn ạ. Mấy hôm nay nó cạn dầu xong nó kêu đó. Thêm dầu. Chiều cho anh em quyết định là phá tuyến, cắt hai cái đường thành một như phương án đầu tiên phát đường ấy. Thành công rồi. Vẫn phải phá đá thôi nhưng mà không thành công mà nó cụt cái đường này đấy. Không cụt thì không cụt đâu, mở lên trên kia chả sợ đâu. Nhưng mà nó vẫn phải phá đá như cái bên kia thôi các bạn ạ. Tức là nó không xuống cái đường dưới, hai đường là một được đâu, mà nó đi vào giữa ấy. Giữa hai đường chéo xuống kia. Thì cái đường, cái chỗ mà bờ rào bà con đào đấy là điểm, cái điểm cuối cùng của cái điểm bờ rào chính là cái điểm bắt đầu mà bắt vào cái đường mới này này. Vẫn phải bắt khoảng vẫn phải đục khoảng 30 mét mạch đá tầm đấy. Các cháu không được ở dưới máy xúc nhá. Bây giờ máy xúc làm nhiều đá lắm nhá, lên trên đi. Lên trên này chơi thoải mái đi. Bên trên này thì bà con lợp mái rồi. Quả lán này nó ở địa thế dưới thấp các bạn ạ. Nhìn ở trên cao này nhìn nó thấp nhưng không phải đâu. Xuống dưới này nó cũng rộng rãi phết đấy. Bên kia quá à? Bên này làm cái bạt riêng. Hả? Cái này phải cho chê đầu bên kia nó không... Nó không gió ấy. Không gió với lại không mưa ra nữa chứ. Không có bên này. Cái này làm riêng. Làm riêng nó cơ thôi, làm riêng đường này. Em kiểu đấy thấp này, thế này khéo đun nó cháy hết bạt được quá. Cái này nhiều mà, lấy cái này sắp cổ với lại cái trên này thì làm trước xong làm như kiểu cái máy kiểu này này thì nó cao lên tí, là thoáng tí. Dạ, thiết kế quả lán nhìn như kiểu đội châu Phi làm cái này hả? Điều thế. Nó mới không
Nhưng kiểu ED nhỉ? Không, không gió. Người ED, người Tây Nguyên thế này. À, chui vào bếp xong mới chui vào. Đây. À, đường đi bên dưới à? À. À. Rồi. Đâu review quả lán của bản thiết kế của hãng đây. Bản thiết kế. À, đường vào đây à? Đâu, chuyển đường ra bên này rộng hơn chứ nhỉ? Thoáng hơn chứ. Nhỉ. À, gió à? Ừ. Ơ, vào trong này rất rộng nhá. Nhưng mà nhìn ở ngoài thì nhìn nó như kiểu là nó bé bé như trẻ con. Đây, thoải mái mà, rộng như cái lán cũ mà. Nhưng mà nhìn ở ngoài nhìn đúng như trẻ con làm luôn, thật sự. Vào trong người nội thất rất là hoành tráng nhá. Giường này, bên này là chạn để bát này. Đó, bên ngoài kia hệ thống bếp. Nhưng mà phải nghiên cứu cái đường nước nhá, không nó mưa xuống đây là nó chảy vào đây đấy. Ờ, được phết đấy, cái này ấm hơn cái kia đấy. Cái này nó không hở, nó không hở, nó không gió. Vâng. Được đấy. Nhưng mà tí nữa đào đường không biết là có đến cái chân này không ấy. Tại vì là sáng nay là cái kế hoạch buổi sáng là đúng ra là mở cua rộng. Thế về sau là thay đổi cái kế hoạch là làm đường cắt chéo, thế nên là cái lán này là lúc đầu là không tính đến cái việc mở đường ở dưới này đâu. Ồ, thế này là mùa này thì là ấm lắm, nhưng mà mùa kia là nóng ấy. À, được đấy. Mùa kia là anh phải cắt à, cắt cửa. Ô cửa sổ. được hay phết. Cửa sổ thì nó làm cái gì mà lại răng qua trước mặt này? Cái này phải làm lên đây quá, cái này phải làm lên đây nó mới thoáng được quá. Khói, anh hiểu không? Cứ để bột trên này thôi, cứ để như thế, khi nào đi gặt. Khói thì kiểu gì nó chẳng khói, cái máy này nó đang... Cũng nếu mà muốn... Đấy, bật phủ à, chứ. Nếu mà muốn không khói thì phải làm nghiêng cái đầu bên kia cao hơn thì nó đáp cao hơn bài... tí rồi. Nó chạy ra ngoài kia. Ê, mấy kỹ sư này nghiên cứu ác vết đấy, không phải đùa. Thiết kế một cái ống khói. Được đấy, được đấy, hay phết đấy. Như này này, xong rồi lịa từ đây xuống, còn để đây. À, là còn lịa nữa cơ à, bây giờ. Phải lịa từ đây xuống nữa chứ. Lịa ván ạ. À? Lịa cái bàn này. À, lịa bàn à. Xong rồi để ống khói nó ra đây. Ừ, được. Thế không thấy mình có gì đây, chó chẳng chui để ăn à. Ừ, đúng rồi. Rào vào, bảo bà con đan cái phên ấy. Cái cây này nhiều mà. Cái trên rồi này. Ừ. Cây cuối này tí, cây nhiều tí. Đan như rồi. Cái kia ấy. Đây này, mấy chị em này này. Đan cái mảnh phên để làm vào cái kia. Hàng chạy. Ok, chúng ta sẽ cùng với anh em khiêng cái bộ phá đá lên cho anh Tuyến đỡ phải mở đường xuống đây các bạn. Nổi không? Bốn ông này xem có nổi không nào? Tầm một tạ... 7 tạ 6 cái gì đấy. Tám người đấy, tám chín người đấy. Ô, còn dùng đàn lò à? Ôi, cái này không có cái túi nhỉ? Cái này đừng cho đất vào đây đấy. Có cái túi bóng buộc vào đây. Lấy que. Không, không que được đâu. Có cái túi không nhỉ? Có cái túi bóng. Ui, buộc vào. Chạy lên trên lấy cho túi cái túi bóng để buộc cái này coi. Trên lán. Khi rồi, có to. Nào, xem nào. Đấy, nổi không nào? Bột đây đó, nó đây quá. Đây quá. Đây một phát ở đằng sau cứ. Đây sẽ tuột không? Khi lo nó chứ. Hết sức. Hết sức bình sinh không nào?
Hay quá. Mới không? Mới không? Đỡ tí, đỡ tí. Nó mà nhảy từ trời sau sức thì mà lo một. Nào, 1, 2, 3. Hai ông kia lên vai đi. Tao nữa. Chăng, chăng. Chăng, chăng. Chăng, chăng quá. Chăng lên vai, nào. Nào lên vai. Chăng, chăng à. Đấy, thấy thấy cái quý thế mới thấy được cái máy nó khỏe thế nào. Đoạn này đi khó đấy nhá. Đi khó đấy. Đi được đâu? Ui, con đi được hả? Con trọng. Không sao. Hai hai chục thì hai cá hả? Ô. Ta ta. Nào. Ô, ta ta nhá. Lên đâu đây? Ô, ai ta ta nha. Ta ta nhá. Ok, ăn rượu là ăn rượu. Làm cái gì? Nào. Này thế mới biết được cái máy nó khỏe như nào nhỉ? Dã man nhỉ? 6 7 ông cũng nhá. Chấm mày một con à. Nhắc cả ca tôi muốn lắm á. A gì kia? A gì kia? A gì thì cái xanh ơi. Ơi. Căng gì? Hai. Quan trọng, quan trọng cái đầu kia thôi, đầu kia nó nhấc lên được, nó lên được. Tốt tốt tốt, băng tốt băng. Tốt bao. Nó. Ôi. Mày hết sức rồi. Mỗi một chút là mong tẩu mà. Tôi hài lên phố sức cả. Mày sẽ nuốt chứ trong kế, tỏ trong kế đó. Đi đường bên kia nó đường tốt đi mà. Ồ rô, cái vòng nó đấy chết rồi. Tí này còn 5 mét này còn không đi được ấy. Cố lên 5 mét nữa thôi. 5 mét là đi rồi. Sao được rồi, sao được rồi, cố lên. Cố lên một tí nữa. Cố lên đây, tí nữa thôi. Nào. Nào. Bỏ vai đi. Đây thôi. Thôi. Ôi. Rồi. Ta 7 ta 8 thôi mà. À, các bạn ơi, buổi sáng hôm nay thấy các cháu đi học là lấy cái cây này về ăn này. Hôm nay là ở đây đông người làm lại thấy các cô đi nhặt về ăn cái cây này rất hay này. Chưa mình chưa được ăn bao giờ, sáng nay mới được ăn lần đầu tiên, nó hơi chua chua. Lá này hay phết. Có nấu canh có được không? Được, canh cá đây. Nấu cá được không? Nấu cá chua ấy. À. Nhưng mà sợ nó không chua mấy thôi. Nhỉ? Nó nấu không ngon. Không ngon à? À. Tức là nó chín nó lại mềm đúng không? Cái đấy chúng ta nấu thì chín to này. Chín to này. Chua chua các bạn ạ. Ăn hay phết. Người Mông nhiều đồ rừng ăn hay phết đấy. Cái này cho vào thay dọc mùng được đấy. Cái này để có súp trúng. Súp à? Súp trúng. Nấu cá nó mềm ra à? Mềm, nó không ngon. À, nó không ngon. Không bằng cái lá cho tròn mà hay cái cây gì nhà nó ăn. Cây cây sen đá. Chua ngon phết. Đấy, phía bên dưới này anh Tuyến phá xuống thì tiếp tục gặp những cái tràn đá, nhưng mà tràn đá ở đây thì dễ hơn một chút, dễ hơn bên kia các bạn. Đá cũng mềm thôi, có thể cậy bằng cầu. Tiến xuống khoảng 3-40 mét nữa cơ thì mới bắt đầu gặp hòn đá to. Bà con thì đã làm xong lán trại hết rồi, lên đây xem. Cái này thì mới mở tuyến thôi các bạn nhé, chưa phải là mở như này đâu. Nó phải, nếu mà mở rộng nó phải vào tận đây này. Úi rồi. quả lán của anh em hàng đây nhìn đúng như điệu đội châu Phi. Chất thật đấy. Úi rồi.
đây đồ đạc anh em đã mang xuống hết rồi. Đây này, bóng điện này đó, tối nay giải bạt ra bắt đầu là anh Tuyến ngủ đây, quần áo đây rồi này, bát đũa đây rồi này, à còn thiếu mỗi nước thôi các bạn. Trong này thì ấm lắm, nó kín các bạn, kín cảm giác như kiểu thở còn bí bí. Bếp đây, úi rồi quả bếp này thì đúng là được. Đấy, đun đây ấy, bà con thiết kế cho nội thất, gọi là nội thất úp bát đũa cũng khá là hay, để nồi khá là hay các bạn. Đó, đun nấu ở đây các bạn nhé. Nãy thấy mấy người đi mang củi cho, không biết là, à đúng rồi, có mấy bó củi ở ngoài này. Kín quá, khiếp, kín đấy. Nhóm lửa làm lý chứ, phải làm tí lý nhóm lửa lên đi. Đang nhổ đây, đang ờ, nào thử xem. Cái này mai kia giờ thì khó đấy. Có cửa bảo có sẽ có lúc tỏ thành trốn luôn, nó cả nhà luôn mà. Đâu, ấy đâu, à làm lý à? Làm lý vậy? Ừ, đấy. Có lấy củi vào em dạ. Lấy củi ngoài kia bà con lấy cho mà. Chú ơi, cái này mày mày kia mà chửi lắm quá hả? Cái này mày kia mà chửi lắm á, sợ rồi này này. Ờ mày kia phải chửi lắm đâu á, không cứ tạm thời thì đã, ở được bao nhiêu ngày thì ở. Ở đây nắng thì thoải mái nhưng mà mưa mưa thì phải chuyển thật đấy. Ôi, đất không, bên này là đá đấy, bên này nó đục đá ra đấy, cái nền này này, nhưng cái bên ngoài này thôi. Bên ngoài này là nó đất mượn. Ok, vậy là công việc của hôm nay đã có hai cái phần việc chính đây này, củi đóm và con măng này. Cho A Tuyến để đun nấu đây. À nồi nước mang về chưa? Nồi á? Ừ. Nhà làm quá à. Nhà làm mang mấy cái nồi to xuống đây thôi quá. Có mấy cái nồi bé bé mà. Có cái K20 lít thì xách vào. Ừ, nếu mà có chưa ấy được nước thì xách hộ anh Tuyến cái can 20 lít. Xách 20 lít vào ăn. Đấy. Xong để anh ấy đun nấu ở đây. Cho chạy vào cái cho chạy vào cái mương à? Cho chạy vào cái mương này vào đây. Đấy, quả doanh trại này các bạn nhìn rất là đúng như kiểu đội châu Phi luôn. Ok, vậy là hôm nay chúng ta sẽ có hai cái phần việc chính, đó là xong được cái phần lán trại này. Và đã rất khó khăn khi mà phương án 1 không làm được, và bây giờ chuyển sang phương án 2, đó là mở tuyến mới. Nên là cũng rất là khó khăn cho anh em và bà con dân bản, nhưng mà cũng phải cố gắng hết cỡ thôi các bạn ạ. Làm kiểu gì cho bà con thông đường dễ nhất, làm kiểu gì cho tương lai của bà con mai sau. Đấy, vận chuyển ô tô xe máy nó một cách dễ nhất các bạn nhé. Ngày mai chúng ta tiếp tục vào đây để xem đã bắt đầu vào mở phá đá chưa. Còn công việc hôm nay thì bắt đầu là giải quyết được phần lán trại và quyết định là chuyển sang phương án thứ hai. Ok, có lẽ là video mình cũng xin phép kết thúc tại đây. Chiều tối rồi mình về đây, ngày mai chúng ta tiếp tục công việc các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập phim tiếp theo. Mù chế. Anh em làm sau tí nhá. Chế, mù chế. Anh ơi, không thể thầy mày viết này có thể